Chào mừng quý vị đã ghé đến kênh của chúng tôi. Hôm nay mời quý vị xem thước phim những ngày vừa qua xảy ra sâu trong đất Nga do quân đội Ukraine thực hiện. Đây là Bradley, một trong những vũ khí hiệu quả nhất mà Ukraine từng nhận được và bây giờ bạn sẽ cùng mình chứng kiến. Nơi bạn đang nhìn thấy là các nơi ẩn nấp của quân Nga. Cuộc tấn công của Ukraine bắt đầu với một cú đánh chính xác vào một trong những vị trí của quân Nga. Lực lượng vũ trang Ukraine, AFU, có một kế hoạch rõ ràng. Bradley và đội tấn công của nó tiến vào, sử dụng pháo Bushmaster để tiêu diệt từng tòa nhà một. Dưới hỏa lực mạnh như vậy, quân Nga không kịp có phản ứng nào. Đồng thời, lực lượng đặc nhiệm Ukraine tiến vào. Bradley đang yểm trợ cho chiến dịch này, được phối hợp bởi một xe tải có trang bị, thiết bị hình ảnh hiện. Vài phút sau, các vị trí đã nằm dưới sự kiểm soát của AFU, nhưng quân Nga đã kịp gọi viện binh. Bradley cũng đã sẵn sàng cho tình huống này, một cú bắn tên lửa tâu biến đồi thị di động của quân Nga thành bụi, dọn đường cho cuộc rút lui. Lúc này, người điều khiển FPV đã phát hiện một cứ điểm mạnh của quân Nga và truyền tọa độ cho chỉ huy của xe bọc thép. Bradley tiến về vị trí đó và bắt đầu tấn công. Dưới hỏa lực như vậy, không ai có thể ngẩng đầu lên được. Tường của ngôi nhà này chỉ là vài con tần đối với xe bọc thép của Mỹ. Sau đó, một máy bay không người lái chiến đấu của Ukraine đến và kết thúc tình huống này. Nhiệm vụ chiến đấu đã được thực hiện xuất sắc, quân Nga lại tiếp tục một cuộc tấn công thất bại, nhưng xe bọc thép này đã thoát được. Đồng thời, Bradley đến hỗ trợ các đồng đội và đối đầu với đồi thịt của quân Nga. Nó khai hỏa từ pháo 25mm, xuyên thủng lớp giáp của xe bọc thép Nga và khiến chiếc xe lăn xuống một cái hố. Nhưng chúng ta hãy lưu ý, đây là xe bọc thép ABC-82, được trang bị pháo 30mm cũng rất nhanh. Và nhìn kìa, họ cũng đang bắn trả. Bradley đã gặp nguy hiểm lớn, nhưng kỹ năng của tổ lái có lẽ đã đóng vai trò quan trọng và cuối cùng nhanh chóng Bradley đã giành chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi đó. Một cuộc đấu khác, lần này là giữa Bradley và xe tăng Nga. Bradley khóa mục tiêu trong kính ngắm hình ảnh hiện và phóng tên lửa tâu. Tên lửa bắn trúng xe tăng Nga. Tổ lái phát hiện máy bay không người lái của Nga. Bradley không khóa được các mục tiêu này nên không còn gì để làm ngoài việc bắn. Kỹ năng của pháo thủ cho phép anh ta bắn hạ máy bay không người lái và cứu thiết bị và tổ lái. Bradley đã đến, nhiệm vụ là ngăn chặn bộ binh Nga đang băng qua cánh đồng để tấn công các vị trí của Ukraine. Dù quân Nga có tiếp cận một khu vực cánh đồng khác cũng không thay đổi được gì, pháo cắt cây như những nhánh mỏng manh không thể che chắn. Đây là một sự cố từ Amerika. Các binh sĩ tấn công Ukraine đã gọi viện binh, chiếc Bradley IFVL áp chế cuộc tiến quân của Nga, và dù quân Nga có chiếm được một tòa nhà thì cũng chẳng có an toàn gì khi ẩn nấp trong đó. Pháo của Bradley sẽ xuyên qua tường tòa nhà. Nếu xe tăng địch hoặc xe bọc thép ở khoảng cách xa so với Bradley, quân Ukraine sử dụng tên lửa chống tăng mà xe bọc thép này được trang bị. Các xe Bradley thường giúp đẩy lùi những cuộc tấn công đẫm máu này. Dưới sự che chở của đêm tối, quân Nga mang xe bọc thép của họ đến vị trí. Khi bình minh lên, một chiếc Bradley xuất hiện và bắt đầu đục lỗ vào thùng di động của Nga. Dần dần, Bradley tiến đến gần xe bọc thép Nga, những cú bắn này trở thành đòn chí mạng. Bây giờ đến lượt bộ binh, cùng một chiến dịch đã được thực hiện ở New York. Dưới sự che chở của Bradley, lực lượng đặc nhiệm Ukraine tiến vào vị trí. Có thông tin rằng có thể có kẻ địch trong tòa nhà. Bradley tiêu diệt chúng, sau đó lực lượng đặc nhiệm tiến vào.
Lực lượng vũ trang Ukraine ném lựu đạn vào tập trung và sau đó chúng ta thấy một vụ nổ lớn. Các vị trí được dọn sạch từng cái một, tất cả đều diễn ra dưới hỏa lực từ pháo Bushmaster. Chiến dịch đã thành công, bộ binh và Bradley rời khỏi New York. Đây là hướng PSK, vị trí chiến đóng ở ngay đây, hãy nhìn xem. Gần đó là các chiến hào của quân chiếm đóng mà họ buộc phải rút lui do sự xuất sắc của các pháo cối Ukraine. Chỉ cần nhìn vào số lượng hố bom là bạn có thể thấy. Và khi kẻ thù đang ở thế bất lợi, Bradley đến và tiêu diệt vị trí của quân Nga. Một số nguồn tin nói rằng đây cũng là một chiếc Bradley, khẩu pháo của nó vô cùng đáng sợ. Các tòa nhà của quân xâm lược sụp đổ dưới sự tấn công của nó, không có sự kháng cự nào đối với chiếc xe bọc thép này. Họ làm bất cứ điều gì có thể và phát triển dễ dàng như chúng ta được. Và ngay lúc này, mục tiêu đã bị tiêu diệt chỉ cách hơn 2 mét. Quân Nga sẽ rơi vào bẫy do Bradley răng ra. Chúng ta thấy một chiếc xe bọc thép Nga đang chở viện binh qua một khu dân cư. Mọi thứ có vẻ yên bình. Bộ binh xuống khỏi xe bọc thép, quân Ukraine nhanh chóng phản ứng và cử một chiếc Bradley để đánh chặn. Bradley khóa mục tiêu, chỉ vài giây để hoàn toàn tiêu diệt quân gây chiến. Bradley khai hỏa, những cú bắn trực diện vào xe bọc thép. Khẩu pháo của người lính hoạt động hoàn hảo và đạn thiết giáp xuống vào các thùng tiêu lửa. Một cú xuyên thủng khác, Bradley xứng đáng được khen ngợi. Các hệ thống điện tử tiên tiến của Bradley có thể dự đoán chuyển động của mục tiêu và khai hỏa trước một chút. Hãy xem nó hoạt động thế nào. Xe bọc thép Nga đang cố gắng trốn thoát. Hãy chú ý đến khoảng cách giữa chúng. Bradley khai hỏa và biến nồi thịt thành nó. Pháo Bushmaster thật đáng kinh ngạc. Lực lượng của lữ đoàn 79 đang tiến hành trinh sát ở khu vực Donetsk. Và máy bay không người lái của họ đã bay qua một cánh đồng trống. Người điều khiển máy bay không người lái Ukraine phát hiện một binh sĩ Nga đơn độc đang dũng cảm đi bộ trên con đường mà không có sự che chắn hoặc nơi ẩn nấp. Sau khi xác định mục tiêu, lữ đoàn 7 ngay lập tức thả một quả pháo. Quả pháo đầu tiên trượt khỏi người lính. Nhưng họ không từ bỏ và thả quả pháo thứ hai để chặn đường đi. Người lính vẫn sống sót một cách kỳ diệu. Người lính, đau đớn và không thể tiếp tục, nhận ra rằng anh ta không thể sống sót. Người lính Nga lấy một chiếc radio từ đồng phục của mình và gửi lời từ biệt đến đồng đội của mình. Sau khi nói lời tạm biệt, anh ta nạp đạn vào súng và kết thúc cuộc đời của mình. Đó là một kết thúc dũng cảm và can đảm cho người lính. Video liên tục ghi lại một khoảnh khắc thú vị khi một chiếc drone mặt đất của Nga đang trinh sát bìa rừng ở khu vực Donetsk. Người điều khiển drone mặt đất dường như không thể hoàn toàn kiểm soát thiết bị khi nó liên tục di chuyển vô định, nó chạy hoảng loạn, cuối cùng rơi vào một chỗ trũng thấp mà không thể thoát ra. Hậu quả là nó trở thành con mồi dễ dàng cho một drone khác. Khi một chiếc FPV của Ukraine phát hiện drone mặt đất của Nga, nó đã thực hiện một cuộc tấn công trực tiếp, hoàn toàn phá hủy mục tiêu. Việc phá hủy drone mặt đất của Nga không chỉ gây tổn thất về vật chất mà còn có thể ảnh hưởng đến hoạt động thu thập thông tin và trinh sát của họ. Sự kiện này có thể tạo ra sự hoang mang và căng thẳng trong hàng ngũ quân địch. Sự bất ngờ và thất bại trong các hoạt động trinh sát có thể dẫn đến sự suy giảm tinh thần và động lực trong quân đội Nga. Thời lượng video đã dài, xin kết thúc tại đây. Mời quý vị xem tiếp những trận đánh của quân đội Ukraine lấn sâu trong lãnh thổ Nga ở video sau nhé. Xin cảm ơn.